Xin chào, tôi tên là Cheryl, tôi 8 tuổi, tôi học lớp 8, trường SSIS. Đây là xôi, tôi thích ăn xôi với vị xôi ngon và ngọt. Tôi thích ăn trà đá với vị trà đá ngon. Soy is a Vietnamese dessert. Soy is made from sticky rice. Soy is a popular breakfast.